Cho đó hai ê nhẹ hả? Để dành sức thuốc cho dễ chịu rồi chị lấy cho ha. Nhưng mà có cái dành mau này chị lấy cho nó láng luôn nha. Lấy cái này nữa là xong rồi đó. Mấy cái gì thả mình thả lỏng cái môi giùm chị nha. Chị ưu tiên chị làm cái mặt tiền trước cho nhìn nó đẹp trước.